Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và quả nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kim Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 131. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 286. Khổ lạc tương đối, chánh dĩ bỉ thử nhị độ. Giáo lượng thắng liệt, linh sanh hân yếm, như nan dị thập chủng đẳng. Đoạn văn này giảng rõ sự so sánh giữa hai thế giới là Tây Phương Cực Lạc thế giới và thế giới Sa Bà của chúng ta, chỉ ra hai cõi khổ và vui khác nhau. Vì thế kinh này mới gọi cõi kia là thế giới cực lạc. Tương đối giả, dĩ thử cực khổ đối bỉ cực lạc. Nhất thắng, nhất liệt, thiên nhượng giảo nhiên. Hân yểm tự sanh, thủ xã tự định. Lời này là sự thật. Nếu chúng ta chẳng có một mức nhận thức kha khá về hai thế giới ấy, chẳng so sánh một phen, sẽ chẳng hiểu công đức lợi ích giảng sanh. Thậm chí thường sao nhãn ý niệm cầu sanh tịnh độ, đây cũng là do giác tánh chưa đủ. Nếu so sánh giữa hai cõi, nói thật ra có lẽ là người từ lứa tuổi trung niên trở lên trong thế giới này bạn có thể lãnh hội kha khá. Chúng ta chưa thấy thế giới Tây Phương, so sánh bằng cách nào? Do vậy, tuyệt đối chẳng phải là ai này đều có thể so sánh được, chẳng phải là người bình phàm mà hồng nói được. Thập chủng giả, từ dân sám chủ, khai thử độ, bỉ độ nan dị thập chủng. Ở đây nêu ra mười thứ so sánh khó dễ, do từ dân sám chủ đã nói. Trong lịch sử Phật giáo, vị này khá nổi tiếng. Từ dân là danh hiệu do hoàng đế ban tặng. Hoàng đế tôn trọng Ngài, gọi Ngài là Từ Dân Đại Sư. Ngài có pháp danh là Tuân Thức, là người sống vào thời vua Chân Tông đời Tống. Khi ấy Ngài trụ tại chùa Linh Ẩn, Hàng Châu.
Tế Công Hòa Thượng được dân gian sùng bái, cũng sống tại chùa Linh Ẩn thuở ấy. Đích xác là trong lịch sử Trung Quốc, Linh Ẩn Tự đã xuất hiện không ít cao tăng. Vị pháp sư này lúc tuổi già cũng chuyên tu tịnh độ, chuyên hoằng dương tịnh độ. Ngài biên soạn Tịnh Độ Sám Nghi, tức là Tịnh Độ Sám Pháp, nên người đời sau tôn sư ngài là Từ Dân Sám Chủ. Ngài vì chúng ta nói ra mười thứ khó dễ giữa hai cõi Sa Bà và Cực Lạc, nêu ra mười lượt so sánh. Kim dĩ khổ lạc đối chi, nhất giả thử độ hữu bất thường trị Phật khổ. Đây là điều thứ nhất. Trong thế gian này, chúng ta rất khó gặp Phật xuất thế. Đức Phật chẳng xuất thế. Chúng ta chẳng được nghe Phật Pháp. Chẳng nghe Phật Pháp thì nói cách khác, diễn diễn không thể liễu giải chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Tuy trong thế gian này cũng có các nhà khoa học, triết gia, tôn giáo gia rất lỗi lạc, thông hiểu vũ trụ và nhân sinh cũng chẳng ít, nhưng họ hoàn toàn chẳng thông hiểu rốt ráo. Thậm chí có rất nhiều điều do họ nêu ra chẳng phải là chân tướng sự thật, mà là suy đoán, phỏng đoán, hoàn toàn chẳng xứng hợp chân tướng sự thật. Dẫu là những nhà tôn giáo bậc cao, tu hành có công phu khả khả, biết được đôi chút, chẳng phạm sai lầm lớn, thông hiểu tình huống đại khái, nhưng sau khi đã hiểu, vẫn chẳng thể giải quyết vấn đề. Thí dụ như tại Ấn Độ, có nhiều tôn giáo cao cấp, đích xác vượt xa Cừ Đốc giáo và Thiền Chúa giáo trong hiện thời. Họ có thể thực sự thấy được tình huống trong lục đạo, có năng lực định tứ thiền thiên và tứ không thiên, có năng lực giao tiếp với quỷ và địa ngục, liễu giải tình huống trong các nơi ấy. Nhưng họ chẳng có cách nào khiến cho kẻ đáng đọa địa ngục chẳng đọa địa ngục, chẳng có cách nào chư thiên hết thọ mạng ắt phải đọa xuống. Họ cũng chẳng có cách nào khiến cho chư thiên chẳng đọa lạc. Điều này được gọi là tri kỳ đương nhiên, bất tri kỳ sở di nhiên. Thấy được sự thật nhưng chẳng hiểu rõ lý. Chỉ riêng Phật Pháp là có thể nói rõ ràng với chúng ta về chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Phân tích thấu triệt sự lý và nhân quả của hết thảy vạn Pháp, chỉ có mỗi Phật Pháp. Trừ Phật Pháp ra, chẳng ai có thể làm được. Chúng ta hiểu rõ triệt để xử lý nhân quả sẽ làm được, tự mình có thể giải quyết vấn đề ấy. Vì thế chẳng gặp Phật là khổ, quá khổ, vĩnh viễn là mê hoặc điên đảo. Đó là nói về thế gian này của chúng ta. Này chúng ta may mắn sinh nhầm thời kỳ mạt Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, kể như là một may mắn to lớn trong sự bất hạnh. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là một dạng 2000 năm, chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm đều đã qua. Hiện thời mạt Pháp, mạt Pháp gồm một dạng năm. Bất luận chiếu theo cách tính của người Trung Quốc hay theo cách tính của người ngoại quốc, hiện nay đều nhằm thời kỳ mạt Pháp. Theo cách tính của người Trung Quốc, Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ cách này 3015 năm. Theo cách tính của người ngoại quốc là hơn 2500 năm, trên lệch 600 năm. Nhưng chúng ta chẳng cần quan tâm chuyện này. Nói chung, chúng ta có thể khẳng định hiện nay đang nhằm thời kỳ mạt Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo cách tính của người Trung Quốc, mạt Pháp phải còn 9000 năm nữa. Trong 9000 năm, Phật Pháp có lúc hưng suy thăng giảng,
cũng chẳng phải là một mực suy bại, vẫn có lúc hưng khởi, lên cao hay xuống thấp không nhất định, tùy thuộc phước đức và nhân duyên của chúng sanh. Sau 9000 năm ấy, thế gian này chẳng có Phật pháp. Pháp đã diệt. Không có Phật pháp, con người càng khổ hơn. Sau khi pháp diệt hết, kinh đã nói rất rõ ràng. Kinh A Di Đà diệt cuối cùng. Hết thảy các pháp đều bị diệt. Kinh A Di Đà còn lưu lại thế gian này 100 năm sau khi các kinh khác đã bị diệt. Trong 100 năm cuối cùng ấy, nếu ai có phước gặp kinh điển này, trọn đủ ba điều kiện tín nguyện hạnh thì vẫn có thể giảng sanh. Quý vị mới biết kinh điển này chẳng thể nghĩ bàn. Kinh điển này là kinh điển bậc nhất để chư Phật độ sanh. Sau khi toàn bộ Phật pháp đã diệt, thế gian này chẳng còn Phật pháp nữa, ắt phải đợi đến lúc vị Phật kế tiếp xuất thế. Trong thế gian này mới có Phật pháp. Vị Phật kế tiếp là Di Lạc Phật. Di Lạc Phật xuất thế khi nào? Trong kinh Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy là 56 ức 7000 vạn năm sau. Quý vị nghĩ xem, thời gian thế gian này có Phật pháp quá ngắn ngủi, tạm bợ. Một vạn 2000 năm so với 56 ức 7000 vạn năm chẳng thấm vào đâu. Thời gian không có Phật pháp quá ư là dài. Chúng ta phải hiểu chuyện này, đó là khổ. Chúng sanh đúng là khổ. Bỉ độ vô chi. Tây phương cực lạc thế giới không có nỗi khổ này. Bên ấy Phật thường trụ thế gian. Nhi đảng hữu hoa khai kiến Phật, thường đắc thân cận chi lạc. Phước đức và nhân duyên của hai thế giới ấy khác nhau. Chúng ta nghĩ, Tây phương cực lạc thế giới, người đồng ngần ấy, người niệm Phật trong mười phương thế giới, thấy đều giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới. A Di Đà Phật chỉ có một mình, người đông dường ấy đều mong gặp Ngài. Ngài có đủ thời gian hay không? Chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng được chuyện này. Kinh đã nói rất hay. Quý vị đọc Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Trong Tây phương cực lạc thế giới, hóa thân của Di Đà, Quán Âm Thế Chí, đầy khắp cõi nước, chỗ nào cũng đều thấy. Giống như hiện thời chúng ta dạng các bức hình Phật chung quanh giảng đường. Ở bên ấy là chân Phật, là vị Phật có thể nói, cười, là vị Phật thật sự, do Phật Di Đà hóa thân. Nơi các cây bạo trong Tây phương cực lạc thế giới, dưới mỗi gốc cây, Phật đều ngự tại đó thuyết pháp. Phật hóa thân trọn khắp pháp giới. Cơ hội thấy Phật của chúng ta là bình đẳng. Nếu Phật chẳng hóa thân, cơ duyên thấy Phật thật sự vẫn là khó có. Ngài có năng lực hóa thân. Do vậy, chúng ta định Tây phương cực lạc thế giới chẳng sợ không gặp A Di Đà Phật. Cũng chẳng sợ chúng ta giảng sanh, rốt cuộc Đức Phật có định tiếp dẫn hay không. Có lúc tự mình hoài nghi, người giảng sanh đông như thế, sợ rằng Đức Phật quá bận biệu, lo không xuể, quên bản chúng ta. Chúng ta làm lụng trong thế gian này, nhiều việc quá, do công chuyện quá nhiều, do bận biệu, nên thường quên khuấy các chuyện. Tây phương cực lạc thế giới quyết định chẳng có chuyện ấy, trí huệ và thần thông của Phật chẳng thể nghĩ bàn. Nhị giả, thử độ, hữu bất văn thuyết pháp khổ. Bất văn thuyết pháp, nói thật ra, cũng là chẳng thường gặp Phật. Phật pháp khó nghe mà. Nếu chẳng nghe Phật pháp, xác thực là muôn kiếp ngàn đời, như điếc như mù. Thật đấy. Phật pháp mở mang đạo nhãn cho chúng ta, khiến cho chúng ta thật sự hiểu rõ thật tướng của vũ trụ và nhân sinh, biết quá khứ, hiện tại, vị lai, khiến cho chúng ta tự mình có cây để chọn lựa. Nghe Phật pháp vô cùng trọng yếu. Bỉ độ vô chi,
Tây phương cực lạc thế giới không có tình hình này. Nhi đảng hữu thủy, điểu thụ lâm giai tuyền diệu pháp chi lạc. Tây phương cực lạc thế giới lục trần tuyệt pháp. Ở cõi này, nói thật ra, chúng ta chẳng gặp Phật, mà có thể gặp Bồ Tát La Hán thì cũng được lắm. Nhưng Bồ Tát La Hán cũng chẳng gặp được. Những người mà chúng ta có thể gặp được toàn là phàm phu tăng. Phàm phu tăng thuyết pháp có thể chẳng nói sai hay không? Đích xác là chẳng đáng tin cậy. Phải như thế nào thì mới có thể nói kinh này không sai? Nói đơn giản thì nếu tương ứng với đạo sẽ chẳng nói sai. Đạo là gì? Nếu nói thô thiển một chút, sẽ như kinh Kim Cang đã nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng thì được. Đó là đạo. Nếu chúng ta vẫn chấp tướng, khó lắm, sẽ chẳng tương ứng, cơ hội nói sai rất nhiều. Nếu bốn tướng đều không, sẽ chẳng giảng sai kinh giáo. Nếu chúng ta phát nguyện muốn báo ơn Phật, muốn giúp hết thảy chúng sanh lý giải Phật pháp, giới thiệu Phật pháp với hết thảy chúng sanh, chính mình nhất định phải phá ngã chấp. Niệm niệm đều nghĩ tạo lợi ích cho chúng sanh, chính mình bất luận chịu đựng nỗi khổ như thế nào, nguyện luôn giống như A Di Đà Phật đạt pháp trong lúc tu nhân, quyết chẳng thối chuyển. Chỉ cần khiến cho chúng sanh đạt được lợi ích nơi Phật pháp, có thể nghe pháp môn Tịnh Độ, bất luận chúng ta phải hy sinh to lượng đến mấy, đều là đáng giá, đều là đáng nên làm. Tâm như vậy là tương ứng, tâm ý tương ứng với nguyện. Chúng ta mở quyển kinh ra đọc hay giảng, mới chẳng đến nỗi hiểu sai ý nghĩa trong quyển kinh. Ở đây nói, trong thế giới ấy lục trần thuyết pháp, ngoài lục trần ra, các vị thượng thiện nhân hãy đều thuyết pháp. Trong Tây phương cực lạc thế giới, các vị đẳng giác Bồ Tát như Quán Âm, Thị Chí, Văn Thù, Phổ Hiền chẳng biết là bao nhiêu, chẳng có cách nào tính toán. Những vị ấy đều thay Phật thuyết pháp. Nếu quý vị chê bài họ là đẳng giác Bồ Tát vẫn chưa thành Phật, tôi muốn đích thân nghe A Di Đà Phật thuyết pháp cho tôi, ngay lập tức A Di Đà Phật ở trước mặt quý vị. Quý vị vừa giấy tâm niệm ấy, ứng thân của Ngài bèn ở ngay trước mặt, đúng là cảm ứng đạo giao. Đúng như kinh Lăng Nghiêm đã nói, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Do tùy tâm ứng lượng nên ngay lập tức hiện tiền. Nhưng có những người cảm thấy Phật đến thuyết pháp, ta luôn phải đúng quy củ ngồi nghe, cảm thấy rất tù túng. Vẫn là nghe Bồ Tát thuyết pháp dễ chịu hơn, ta có thể thoải mái đôi chút, được lắm, Phật liền biến mất. Bồ Tát bèn đến thuyết pháp. Bồ Tát thuyết pháp thì cũng phải nên giữ đúng quy củ ngồi đó. Quý vị nói ta vừa đi vừa nghe, hoặc ta nằm ở đó, ngã ngưng ở đó, có được hay không? Được chứ. Chẳng còn Bồ Tát nữa, mà rừng cây, chim, nước thuyết pháp cho quý vị. Được lắm, ta nằm ở nơi đó, chim đến đậu trên tay ta, hoặc nhảy trên thân ta, thuyết pháp cho ta nghe, chẳng bó buộc gì. Những thứ ấy hoàn toàn do A-di-đà Phật biến hóa ra. Bởi lẽ A-di-đà Phật rất thông hiểu tâm lý con người. Điều này khó có lắm. Nói cách khác, đến Tây phương cực lạc thế giới, quý vị mong người như thế nào thuyết pháp cho quý vị, A-di-đà Phật bèn biến hiện dáng vẻ ấy để thuyết pháp, khiến cho tâm quý vị hoan hỷ. Tam giả vô ác hữu khiên triền khổ. Trong thế gian này chẳng có cách nào tránh khỏi bạn ác. Đó là
oan tấn hội. Đó gọi là bất thị oan gia, bất tụ đầu. Chuyện này rất phiền phức. Họ luôn chướng ngại quý vị, tức là chướng ngại quý vị học Phật, niệm Phật, thậm chí chướng ngại quý vị giảng sanh. Chuyện này phiền toái to lớn, sợ nhất là chướng ngại giảng sanh. Trong sát na quý vị giảng sanh, oán thân trái chủ thấy đều kẹo điểm. Kẻ này khóc một chập, kẻ kia nước mắt đầm đìa, kẻ nọ lại kêu rẽo, thôi rồi, quý vị bị nhiễu loạn mất rồi. A-di-đà Phật cũng chạy lẹ, quý vị bỏ lỡ cơ hội giảng sanh này, phiền quá, chuyện này phiền toái to lớn. Những bạn ác ấy là ai? Có thể là cha mẹ, vợ con, người nhà, quyến thuộc của chính quý vị. Năm xưa, tôi giảng kinh tại Cựu Kim Sơn. Bà Cam ở Cựu Kim Sơn kể cho tôi nghe một câu chuyện. Thân thích của bà ta cũng là một bà cụ giảng sanh. Mọi người đều biết bà cụ ấy học Phật, nhưng cũng chẳng thấy bà có thụy tượng tốt lành gì, mà cũng chẳng thấy bà suốt ngày từ sáng đến tối suốt sáng niệm Phật. Bà rất thông dong. Cụ già ở nhà quán xuyên việc nhà. Mỗi sáng sớm, do cụ già dậy sớm nên cụ nấu bữa sáng, chăm sóc cháu nội. Cụ giáng sanh vào buổi tối, đại khai mọi người đều đã ngủ rồi. Giáng sanh trong đêm, rốt cuộc cụ giáng sanh vào giờ nào chẳng ai biết. Đến sáng ngày hôm sau, do cụ chẳng trở dậy. Mỗi ngày cụ đều dậy sớm nấu bữa sáng, sáng hôm ấy cụ chẳng dậy. Vì thế, người nhà sau khi thức dậy, gõ cửa phòng cụ không thấy ư hử gì. Tại Mỹ, phòng người già không khóa, vì thế họ mở cửa. Thấy bà cụ ngồi xếp bằng trên giường, gọi thì cụ chẳng trả lời, nhìn kỹ cụ đã mất, chẳng biết mất lúc nào. Hay lắm, người nhà chẳng trở ngại cụ, phương pháp của cụ rất hay. Càng khéo hơn nữa là, cụ còn có di chúc đã viết từ trước đặt ở trước mặt. Không chỉ có di chúc, mà áo tang của kẻ lớn người nhỏ trong nhà, chẳng biết cụ đã may từ lúc nào. Mỗi người một bộ đều xếp bên giường, mọi người mới biết. Cụ biết trước lúc mất. Vì sao? Cụ may những bộ tang phục ấy nhất định là may lẹn lúc, nhất định là khi người nhà đều ngủ cả rồi, may trong đêm tối. Muốn may vài bộ quần áo như vậy cũng phải tốn khá nhiều thời gian. Ít nhất là cụ đã biết trước 3 tháng, chuẩn bị hậu sự kỹ càng. Cụ ra đi, chẳng hé răng, cũng chẳng nói câu nào mà ra đi. Phương pháp này rất diệu, vì sao? Ác hữu chẳng có cách nào lôi kéo quý vị. Nếu quý vị bảo họ, ta sẽ giảng sanh vào lúc nào đó, sẽ bị phiền phức toàn lớn. Họ quyết định chẳng để quý vị ra đi, sẽ làm ầm ĩ, gây náo loạn. Phương pháp ấy của bà cụ rất tuyệt, rất đáng cho chúng ta tham khảo. Đó là một gương tốt. Cụ chẳng ngã bệnh, chẳng bị bệnh khổ, ra đi tự tại. Ở ngoại quốc, trợ niệm là chuyện không thể được. Quý vị tìm không ra người trợ niệm, chỉ qua phương pháp này của cụ, chính mình công phu thật sự thành tựu, bèn ra đi rất tiêu sái, vô cùng tự tại. Thế giới Tây Phương chẳng có ác hữu chèo kéo. Nhi hữu chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ chi lạc. Ở bên kia đều là thượng thiện nhân. Thế giới Tây Phương là một thế giới bình đẳng. Đến nơi ấy, tướng mạo và hình dáng của mọi người đều giống nhau. Tâm cảnh đều là bình đẳng.
Trong Đại Kinh, chúng tôi đã giới thiệu, ở bên Ý, tất cả mọi người đều là 32 tướng, 80 vẻ đẹp, đều chẳng sai khác Phật cho mấy. Tứ giả, vô quần ma não loạn khổ. Trong thế gian này, Kinh thường nói bốn loại ma là ngũ ấm ma, tiền não ma, tử ma và thiên ma. Yêu ma quỷ quái bên ngoài muốn đến náo loạn quý vị rất khổ. Dẫu chính mình có đạo tâm, thiên ma bên ngoài chẳng thể nhiễu loạn, nhưng ngũ ấm, tiền não và tử ma đều ở trong chính mình, chẳng có cách nào tránh khỏi. Do vậy, chúng ta có thể hiểu, muốn thành tựu trong các tầng các phái đại tiểu thừa hay trong vô lượng pháp môn đều quá khó khăn. Khó khăn ở chỗ nào? Quý vị chẳng có cách nào thoát khỏi quần ma, nhất định bị chúng nó quấy nhiễu. Ngay cả Bồ Tát đến thị hiện thành Phật trong thế gian này, trong tám tướng thành đạo, ma vẫn đến quấy nhiễu. Trong tám tướng thành đạo còn có một cửa ải hàng ma, vì thế có thể rời khỏi sự nhiễu loạn của ma chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chỉ riêng pháp môn niệm Phật này là có thể tránh khỏi ma sự. Nhưng tâm quý vị phải kiên cố, phải thanh tịnh, nhất tâm nhất ý, chỉ cầu giảng sanh thế giới Cực Lạc. Phải như vậy thì mới được. Nếu chúng ta tu pháp môn niệm Phật, trong tâm vẫn tham cầu tiện tâm lợi dưỡng thế gian, nói cách khác, quý vị chẳng có cách nào thoát khỏi ma chướng. Nếu quý vị lại ham chuộng thần thông, ham thích chuyện kỳ quái, yêu ma quỷ quái sẽ càng nhiều hơn. Nếu chúng ta dùng cái tâm thanh tịnh, ý nguyện kiên định, nhất tâm cầu sanh Tây Phương, Kinh đã nói rất hay. A-di-đà Phật sai 25 vị Bồ-Tát ngày đêm bảo hộ người ấy. Do vậy, ma chẳng có dịp thuận tiện hãm hại. Chúng muốn đến quấy nhiễu quý vị, nhưng quý vị đã có Bồ-Tát hộ Pháp, chẳng phải là thân hộ Pháp thông thường, mà là Bồ-Tát hộ Pháp do A-di-đà Phật sai đến. Chúng ta phải tin tưởng. Nhi hữu chư Phật hộ niệm, diễn ly ma sự chi lạc. Tây Phương Cực Lạc thế giới không có ma. Trong thế giới ấy, không chỉ do oai đức và quang minh của chính A-di-đà Phật khiến cho ma không thể đến gần, mà thế giới ấy là thế giới được mười phương chư Phật hộ niệm. Lẽ nào có ma sự? Trong mười phương thế giới chư Phật đều có ma sự, nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có ma sự. Ngũ giả, vô luân hồi bất tức khổ. Ở nơi chúng ta, luân hồi trong lục đạo chẳng có lúc nào ngừng dứt. Nỗi khổ ấy được gọi là sanh tử bì lao. Vì thế người học Phật phải có tầm mắt xa rộng, chớ nên chỉ thấy trước mắt. Vì có những đồng tu sau khi học Phật, đương nhiên hiểu nhân quả đôi chút, chẳng dám làm chuyện ác nữa. Xét theo phương diện cuộc sống thì chẳng bằng các đồng học, bạn bè của chính mình. Thấy họ sự nghiệp ngày càng phát đạt, của cải cuồn cuộn đưa tới, còn chính mình thu nhập mỗi năm chỉ gắng gượng sống qua ngày. Gặp mặt các bạn bè cũ, cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy chính mình thua kém kẻ khác. Quan niệm ấy là ma chướng của chính quý vị, là tiền não chướng hiện tiền, là nghiệp chướng hiện tiền. Chính quý vị mê hoặc điên đảo.
phú quý vinh hoa trên thế gian này như mây khói trôi qua trước mắt, là giả chẳng thật, chẳng đáng hâm mộ. Chính mình thật sự học Phật, nhất là tu pháp môn tịnh độ này, quý vị có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, thật sự đạt được sự sống đời đời. Trong thế gian này, đừng nói là đế vương trong thế gian hay tổng thống, ngay cả thiên vương cũng chẳng làm được. Có ai có thể sánh bằng quý vị? Chẳng thể so sánh. Chúng ta cảm thấy chẳng bằng người thế gian, tức là đạo nghiệp của chính quý vị chưa đạt căn bản. Nếu quý vị đạt được, dẫu quý vị ăn mặc rách nát, đứng cùng chỗ giữa các vị đế vương trong thế gian, khí thế của quý vị vượt trội họ, chắc chắn chẳng thua kém họ chút nào. Vì sao? Xác thực là vượt trội họ. Ta tự tại, họ chẳng tự tại. Ta chẳng có phiền não, họ có phiền não. Ta chẳng có ưu lự, họ có ưu lự. Xét về những chuyện này, họ chẳng bằng ta. Quý vị nói quý vị lắm tiền nhiều của, tôi chẳng có của cái gì. Nói thật ra, chúng ta bằng nhau. Quý vị có tiền của thì mỗi ngày cũng ăn ba bữa. Tôi chẳng có tiền của, mỗi ngày vẫn ăn ba bữa. Quý vị chú trọng phải ăn như thế nào đi nữa, bất quá là ăn no mà thôi, tôi cũng ăn no bụng, cho nên bình đẳng. Tôi ăn no nhưng chẳng tạo tội nghiệp, quý vị ăn no chẳng biết đã tạo bao nhiêu tội nghiệp. Tôi ăn no đó là công đức, quý vị ăn no bèn lập tức tạo tội nghiệp, chẳng thể sánh bằng, thật đấy chẳng giả đâu. Do vậy người thật sự học đạo nhất định phải đạt được pháp hỷ, pháp hỷ sung mãn. Quý vị vào trong bất cứ nhóm người nào, người ta tự nhiên hâm mộ quý vị. Vì sao anh ấy có thể vui sướng dường ấy? Học Phật bèn sung sướng. Thế gian tuy có phú quý giàu có nhưng chẳng vui, tuy sang quý mà cũng chẳng vui. Do vậy cổ nhân nói, bất như bần nhi lạc. Cuộc đời này mới có ý nghĩa, mới có giá trị. Tuy sống cả đời phú quý, nhưng suốt đời chẳng vui sướng, người ấy rất đáng thương. Trong Phật Pháp gọi là khả lân mẫn giả. Càng đáng thương hơn là chẳng thể thoát ly lục đạo luân hồi. Thật sự đáng thương. Bản thân chúng ta hãy khéo tu hành. Chính mình hiểu rõ đời này kiếp này là thân cuối cùng luân hồi trong lục đạo. Chẳng có lần sau, tự tại lắm. Đúng là Đại Phạm Thiên Vương vẫn chẳng thể sánh bằng. Tây phương cực lạc thế giới, nhi hữu hoành tiệt sanh tử, vĩnh thoát luân hồi chi lạc. Đến Tây phương cực lạc thế giới, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Thế giới Tây phương rất chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta tu hành trong một đời, vượt thoát tam giới theo chiều ngang, thể sanh về thế giới Tây phương, bèn hoành sanh tứ độ, chẳng thể nghĩ bàn. Điều này chẳng giống với các cõi nước của hết thảy chư Phật, hoành sanh tứ độ mà. Vì vậy, hạ hạ phẩm giảng sanh cũng là vị tề đẳng giác. Lục giả, vô nan miễn tam đồ khổ. Nhi hữu ác đạo vĩnh ly, danh thả bất văn chi lạc. Trong 48 nguyện của A Di Đà Phật, nguyện thứ nhất là quốc vô ác đạo. Ngài đã tham phỏng 210 ức cõi nước của chư Phật. Theo chú sớ của cổ đức, 210 ức không phải là một con số mà là biểu thị pháp, tượng trưng cho tất cả các quải Phật trong mười phương ba đời, chẳng thiếu sót một quải Phật nào. A Di Đà Phật đúng như cổ nhân đã nói, đọc dạng quyển sách đi dạng dặm đường. Đích xác là Ngài đã đến khắp nơi khảo sát, tham quan. Hết thảy những điều bất hảo trong thế giới của chư Phật, Ngài đều sửa đổi chẳng còn. Hết thảy những điều tốt đẹp, thấy đều trọn đủ. Do vậy, trong các cõi Phật, thế giới ấy được gọi là thế giới cực lạc. Nó bao gồm
những ưu điểm của người khác chẳng có khuyết điểm. Ngài biết trong mười phương thế giới, khổ nhất là tam độ. Nên Ngài kiến lập Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nguyện thứ nhất là cõi nước của tôi chẳng có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phát nguyện này đầu tiên, không chỉ chẳng có chuyện ấy, ngay cả tên gọi ác đạo cũng chẳng nghe thấy. Định Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn nghe những danh xưng như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng chẳng nghe thấy tên gọi. Thế giới ấy không có ác đạo. Nếu chúng ta hỏi, vì sao thế giới ấy chẳng có ba ác đạo? Đó là vì người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có tạo cái nhân tam ác đạo và chẳng có duyên tam ác đạo. Nhân lẫn duyên đều không có. Hà có quả báo? Vì thế, chẳng có quả báo ý. Nghiệp nhân của tam ác đạo là tham sân si. Người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới không có tham sân si. Chúng ta thường nói, đới nghiệp giảng sanh, nghiệp nặng nhất là tham sân si. Chúng ta chưa đoạn tham sân si, chưa đoạn mà vẫn có thể giảng sanh. Tuy chưa đoạn, nhưng trong sát na giảng sanh, tham sân si của quý vị tuyệt đối chẳng thể hiện hành. Quý vị sẽ ra đi ổn thọ thịt đản. Nếu trong sát na lâm chung tham sân si hiện hành, sẽ chẳng thể giảng sanh. Phải cảnh giác chuyện này. Đối với người vừa qua đời, vì sao nhà Phật có thói quen trong 8 tiếng đồng hồ chẳng được đụng chạm người ấy? Sợ người ấy dấy tâm sân khỏe, sân tâm dấy lên sẽ tiền tỏi tòa lớn. Nếu một niệm cuối cùng là sân khỏe, nhất định đọa vào ác đạo, sân khỏe đọa địa ngục, vì thế chẳng đồng đến người ấy. Lúc lâm chung sợ người ấy khởi tâm tham, người ấy còn có vàng bạc của cải cất giấu ở đầu đó, còn chưa nói với ai, phải chờ gặp người tin cậy mới nói với kẻ ấy. Có tâm tham trong ấy, đó là ngu si. Người ấy vẫn chưa gặp mặt kẻ thân ái nhất, vẫn mong thấy gặp mặt một lần. Những điều này đều thuộc về tâm tham. Do lúc lâm chung, tham sân si dễ hiện tiền nhất. Khi ấy, ác phải dùng một câu Phật hiệu để khuất phục tham sân si. Điều này được gọi là chế ngự khuất phục phiền não. Chưa đoạn sanh vào cõi phàm thánh đồng cư trong Tây Phương. Nếu đã đoạn phiền não, sẽ sanh vào cõi phương tiện hữu dư, địa vị đã cao rồi. Người thật sự niệm Phật, thật sự mong về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ắt phải trong xử sự đãi người tiếp vật hàng ngày, điều gì cũng đều nên coi lợt lạc một chút, đừng quá chấp nhặt. Chuyện gì cho qua được bèn cho qua luôn. Điều khẩn yếu là gì? Trong quan hệ với con người, chẳng dấy lên ý niệm tham sân si. Quý vị có thể nắm chắc điều này, trong tương lai giảng sanh sẽ giảm bớt khá nhiều chướng ngại. Điều này rất trọng yếu. Ngàn vạn lần chớ nên sơ sót, chớ nên coi thường. Bởi lẽ công phu cả đời quý vị được quyết định trong một sát na cuối cùng lúc lâm chung. Quý vị sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới hay lại quay vào lục đạo luân hồi trong khoảng một sát na? Do vậy, lúc bình thường chẳng thể nào không lưu ý. Thất giả vô trần duyên chướng đạo khổ, nhi hữu thọ dụng tự nhiên, bất sĩ kinh doanh chi lạc. Trần duyên chỉ cuộc sống trong thế gian của chúng ta, ăn mặc ở hành động. Chúng ta sống trong thế gian này, chuyện ăn mặc ở hành động là chuyện khổ sở. Nên quý vị phải lo toan, phải mưu sinh, nhất là ở thành phố Đài Bắc của Đài Loan. Chỗ ở thật là khổ. Tối hôm qua, giảng cư sĩ bảo tôi, căn nhà của chúng tôi ở Hàng Châu Nam Lộ, hiện thời là 30 vạn một bình. Giảng đường của chúng ta rộng 100 bình, tức là 3.000 vạn, tương đương 100 vạn Mỹ Kim.
ở Gia Châu, California của Mỹ. 50 dạng đã mua được một căn nhà rồi, còn có hồ bơi nữa. Tại thành phố Đài Bắc, 100 dạng chỉ mua được một tầng trong cao ốc. Chỗ ở chẳng dễ dàng, mà cơm áo cũng khó khăn. Chúng ta thấy người trên cả thế giới, có ai chẳng bươn chải vì cuộc sống. Đã thì lại còn hết sức nhọc nhằn. Theo như tôi thấy, kiều bào tại Mỹ còn khổ sở hơn người trong nước rất nhiều. Nói chung họ có cảm giác ăn nhờ sống gửi, chẳng phải là quốc gia của chính mình. Cuộc sống bận bịu, bất luận là tinh thần hay vật chất, đều chịu áp lực rất nặng. Quyết định không thể thất nghiệp, hễ thất nghiệp sẽ khốn đốn ngay. Cuộc sống tại Mỹ toàn là nợ nần tín dụng. Người Trung Quốc thường nói, vô trái nhất thân khinh. Thí dụ như quý vị có việc làm, ngay lập tức phải mua nhà, căn nhà ấy là 50 vạn. Trên thực tế, quý vị chỉ cần trả trước 1/5 món tiền ấy là được rồi, hoặc chỉ trả trước 1/10. Nếu tín dụng của quý vị tốt, đóng 1/10. Chỉ cần trả 5 vạn đồng đã mua được nhà, sau đây là trả góp trong 30 mấy năm, mỗi tháng phải trả mấy ngàn đồng. Một căn nhà giá 50 vạn, ước chừng mỗi tháng phải đóng 2-3 ngàn. Tiền quý vị kiếm được đều lo trả nợ nhà hết sạch. Quý vị mua xe hơi thì xe hơi cũng do trả góp. Thứ gì cũng đều là trả góp. Đâm ra thứ gì trên đường phố cũng đều có thể xách về nhà hưởng thụ, nhưng tất cả đều là trả góp. Tiền lương của quý vị mỗi tháng trừ chỗ này một chút, trừ chỗ kia một chút, trừ sạch bách, đại khái là ở bên đó, người mỗi tháng kiếm được 3.000 đồng đều bị trừ sạch, mỗi tháng chỉ có được chừng 600 bạc làm tiền chi dụng. Vì thế tôi thấy họ khổ quá, rất ư là khổ. Chúng ta ở Đài Loan bỏ phòng bào cúng dường trong nhà Phật 500 hoặc 1.000 đồng, chứ ở ngoại quốc chẳng có. Ở ngoại quốc người ta biểu phòng bào 5 đồng đã là khá lắm rồi, còn có người cúng 1-2 đồng. Biếu quý vị 10 đồng tức là thể diện lớn lắm, 10 đồng bằng với 280 mấy đồng ở đây. Do vậy người từ ngoại quốc về, chúng ta cười họ, cười gì vậy? Thổ khí, dương khí, tiểu khí, thật sự là tiểu khí. Vì sao? Họ chẳng có cách nào, chẳng thể không tiểu khí. Cho nên thấy họ mỗi tháng kiếm được mấy ngàn đồng Mỹ Kim, thật ra bị khấu trừ chỗ này một chút, khấu trừ chỗ kia một chút, mỗi tháng có thể còn được 600 đồng, coi như khá lắm rồi, rất khó có rồi. Chúng tôi thường ở ngoại quốc, hiểu rõ cuộc sống của họ rất khổ sở. Vì thế tôi đến đó, hay khuyên họ quay về Đài Loan, cần gì phải sống chịu khổ, chịu tội ở nơi ấy. Xác thực là Đài Loan tốt đẹp hơn. Cuộc sống tại Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có vấn đề gì. Nghĩ ảo có ảo, mong ăn có ăn, muốn có thứ gì hết thảy đều được biến hóa ra. Chẳng cần phải lo toan, tự tại lắm. Bát giả, vô thọ mạng đoạn xúc khổ. Mỗi người chúng ta đều kinh sợ chuyện này. Thọ mạng trên thế gian này ngắn ngủi, mấy ai có thể sống đến 100 tuổi? Thật ra sống đến 100 tuổi có vui sướng hay không? Chẳng vui sướng gì, vì có lão khổ, thứ gì cũng đều bất tiện, chuyện gì cũng cần phải có người khác chăm sóc, khiến cho kẻ khác ghét bỏ. Vì vậy, thọ mãn dài cũng chẳng vui gì, vẫn là khổ. Nhi hữu thọ giữ Phật đồng, cánh vô hạn lượng chi lạc. Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp, ai nấy đều là vô lượng thọ. Thọ lượng bằng với A-di-đà Phật, vô lượng thọ. Người trong Tây Phương thế giới vĩnh viễn chẳng già, đúng là năm nào cũng là 18, vĩnh viễn chẳng già yếu. Chúng ta chẳng thấy Quán Âm Bồ-Tát đầu tóc bạc phơ, chẳng thấy A-di-đà Phật râu rìa dài thượt, chẳng có. Vĩnh viễn chẳng già, đó là chân lạc. Điều này chính là niềm vui căn bản trong thế giới cực lạc. 10 phương chư Phật thế giới xác thực chẳng có niềm vui này. Cửu giả, vô tu hành thoái thất khổ, nhi hữu nhập chánh định tụ, vĩnh vô thối chuyển chi lạc.
Chúng ta ở trong thế gian này tu hành chẳng dễ gì thành tựu, tiện ít lôi nhiều, vì vậy thành tựu khó khăn. Tây phương cực lạc thế giới có tiếng chẳng có lùi. Ê, sanh về nơi ấy, kinh nói ai nấy đều là viên chứng tam bậc thoại. Từ 48 nguyện, chúng ta thấy trong bổn nguyện của A-di-đà Phật có nguyện, hễ sanh về Tây phương cực lạc thế giới, thấy đều là A-duy Diệt Trí Bồ-Tát. Trong tác phẩm Mi Chú Kinh Vô Lượng Thọ, thầy Lý còn chú thích bên cạnh, A Duy Diệt Trí Bồ Tát là từ thất địa trở lên. Do vậy cổ nhân nói, viên chứng tam bất thoái là quả lý. Chẳng phải là tùy tiện thuốc ra lời ý. Kinh có nói, mà cổ đức cũng nói, vị tề đẳng giác. Chúng ta cũng có thể tin tưởng. Đó là do sức bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trị, nên mới có công đức thù thắng. Chẳng thể nghĩ bạn như vậy. Thật giả, vô trần kiếp nan thành khổ, nhi hữu nhất sanh hành mạng, sở tác đắc biện chi lạc. Đây là điều cuối cùng. Trong thế gian này, chúng ta tu hành thành Phật khó lắm. Phải là nhiều đời, nhiều kiếp. Đã chứng đắc Tu Đà Hoàng, từ Tu Đà Hoàng muốn chứng đắc A-la-hán thì phải bảy lần qua lại trong cõi trời hay trong nhân gian. Nhân gian thọ mạng ngắn ngủi, cõi trời thọ mạng dài lâu. Bảy lần qua lại phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể chứng đắc A-la-hán? Nếu lại muốn chứng đắc Tạng giáo Phật, kinh dạy phải mất ba A-tăng kỳ kiếp. Nếu muốn thành viên giáo Phật, kinh Hoa Nghiêm nói phải mất vô lượng kiếp mới có thể thành tựu. Đúng là khó. Tây phương cực lạc thế giới thành tựu trong một đời, họ có thọ mạng dài, vô lượng thọ mà. Vì thế giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới quyết định thành Phật trong một đời. Lại thưa rõ cùng quý vị, chúng ta đến Tây phương cực lạc thế giới là ra đi trong khi còn sống, không phải là đã chết rồi mới đi. Đã chết sẽ không đi được, phải đi trong khi còn sống. Quý vị lâm chung chưa tắt thở, thấy Phật định đón tiếp quý vị. Đi theo Ngài, đi trong khi còn sống. Vì thế, pháp môn này, muôn vàng đích xác là pháp môn bất tử, thật sự bất sanh bất diệt. Do vậy, nó là nhất sanh hành mãn, tu hành viên mãn ngay trong một đời. Sở tác đắc biện là chứng vô thượng chánh đẳng, chánh giác, mà cũng là chứng Phật quả trong viên giáo. Đó là đạt được niềm vui rốt ráo. Từ dân sám chủ đã nêu ra 10 niềm vui ấy trong thế giới Tây Phương. Nhìn lại thế giới này, hoàn toàn chẳng có 10 điều ấy. Chỉ có 10 điều khổ, so sánh khổ vui như thế đó. Đẳng giả như an quốc sau, khai di nhị thập tứ lạc, quần nghi luận quản di tam thập ít, giai cử lạc, minh khổ, minh tổn, đại ý đồng tiền, tư bất phồn tải. Đẳng giả như an quốc sau đã nói rất nhiều, nói đến 24 thứ. Từ dân sám chủ chỉ giảng 10 loại, trong Tịnh Độ Quần Nghi Luận nói 30 thứ, đều là nêu ra sự khổ lạc, lợi hại, được mất trong hai thế giới, so sánh cặn kẽ, hòng làm cho chúng ta tỉnh ngộ, để cho chúng ta chọn lựa. Đã hiểu rõ chân tướng sự thật của hai cõi, chúng ta tự nhiên bằng lòng cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới. Nói thật ra, chuyện này chẳng khó. Khó ở chỗ bản thân chúng ta có quyết tâm ý hay không. Ngẫu Ích Đại Sư đã nói, có thể giảng sanh hay không là do tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Nhất định phải tin tưởng, nhất định phải phát nguyện. Quyết tâm đến tịnh độ, chẳng bỏ uổng một đời này.
Hôm nay chúng tôi giảng đến chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.